Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Khoa TV. Hôm nay trên tay mình hiện tại là có cây iPhone 6. Đấy, cái iPhone 6 thường các bạn nhé. Cây iPhone này thì nó có dòng MayID này, thì bypass sẽ không có nhận được SIM nhé các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bypass tắt nguồn thoải mái cho cái iPhone này và tune free các bạn nhé, không phải mua series gì cả. Tôn được chia sẻ của mấy bạn nước ngoài chia sẻ miễn phí luôn. Đấy. Thì lần trước có cái tool mới ra thì nó bị sập server, và cái tool này mình không đảm bảo là nó có bị sập hay không. Hiện tại thì vẫn đang sử dụng được. Đấy. Thì trước tiên các bạn sẽ khởi động lại, boot vào trích lên để direct cái máy đi. Những cái máy nó đã bypass rồi thì phải chạy lại cho sạch sẽ thì mới bypass được các bạn nhé. Đấy, các bạn direct cho cái iPhone. Cách tạo USB direct này thì mình có hướng dẫn trên kênh rồi, các bạn có thể theo dõi lại cái video của mình ở trên kênh ấy. Những cái máy nào không có dòng MayID này, thì mới bypass tắt nguồn, mới bypass có sóng được các bạn nhé. Còn cái này chỉ bypass tắt nguồn để sử dụng wifi thôi. Đấy, vào đây rồi. Đang bấm start và jailbreak nó lên rồi. Các bạn làm không được thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình để dưới màn hình, hoặc qua fanpage mình có để dưới phần mô tả video. Mình không chắc chắn là cái tool này nó sẽ sống được lâu, nên làm được lúc nào thì hay lúc đấy thôi. Tại vì cái server này nó cũng dễ bị sập lắm. Lần trước cái tool XD Green ấy, nó đã bị sập lần rồi. Rồi, đã ra break xong rồi. Rồi, các bạn khởi động này, Win. Tool này chạy trên Win các bạn nhé. Rồi, các bạn vào đây mình sẽ quay cái màn hình máy tính cho các bạn cùng xem. Cho nó dễ và trực quan. Đây nha các bạn nhé, ở trên này này nó có hai cái tool Xgrina này. Đấy, bản này cũng bypass được nhé. Và cái FRV file này. Đấy, mình sử dụng FRV file. Chỉ cần một kích là nó bypass vào trong và tắt nguồn thoải mái các bạn nhé. Đấy, các bạn kích start. Bản iOS 12.4.8 trên iPhone 6. Và bắt buộc phải direct được các bạn nhé, thì mới bypass được. Đấy, nó đang khởi động lại các bạn này. Nó khởi động này 1-2 lần thì nó sẽ vào trong. Cứ để kệ nó thôi.
Cái tool này anh em chia sẻ rất nhiều rồi. Hôm nay mình cũng có thời gian mình chia sẻ với anh em. Trên YouTube thì cũng đã tràn lan hết rồi. Cái này thì động chạm đến miếng ăn của nhiều anh em nên là người ta cũng ít khi người ta share lắm. Thế nhưng mà mình thấy nó hay thì mình share với anh em. Anh em làm được thì cả là cái tốt, không làm được có thể liên hệ với mình, có cái fanpage mình có để dưới phần mô tả video. Được rồi, nó đã xong rồi các bạn nhé. Đây báo đôn rồi này. Các bạn kích vào trong thôi. Đấy. Đó, đã ok các bạn nha. Và nó sẽ xóa bay ben đi các bạn ạ. Cái dòng bay ben này này. Cái dòng vi trình bố em này nó sẽ xóa đây nha. Đây, các bạn sẽ khởi động lại máy luôn. Tắt nguồn này. Tắt nguồn bình thường không cần shift down đi các bạn nha. Và bật lên này. Cái tool này nó cũng mới phát triển thôi. Trước đây thì mình phải mua series cho từng máy. Bây giờ thì không cần phải mua series nữa. Với cái tool miễn phí này, mình cũng không biết là nó sập server lúc nào, nên là có thể là trong ngày nọ ngày kia, lúc này làm được nhưng mà lúc khác không thể làm được. Các bạn cũng có thể để ý. Đấy, tắt nguồn, bật nguồn thoải mái này. Không bị treo cái gì nhé các bạn nhé. Và cái này sẽ không thông báo và đăng nhập iCloud nhé các bạn nhé. Nếu muốn fix thông báo và đăng nhập iCloud thì phải dùng mua series. Đấy, tắt nguồn thoải mái luôn nhé. Đây là tắt nguồn, chứ không phải là save shutdown các bạn nhé. Mới bài bát lên thôi. Đấy, bật nguồn đây này. Rồi ok. Máy đã chạy bình thường nha. Cái này tháo pin thoải mái đúng không ạ? Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Quay TV. Chúc các bạn thành công.